Dạ em Nga xin chào cả nhà mình ạ. Dạ cả nhà ơi, xuống nghe em Nga này. Hôm nay cấy mà đang nước đang như biển đây. Từ nãy đến giờ em Nga có xuống tháo nước rồi, giờ nó đang chảy bớt đi rồi. Cho nó chảy bớt một chút nữa rồi mới cấy được, chứ nước to quá cũng rất là khó cấy. Mạ cũng kéo xuống luôn. Định sáng mai mới cấy, nhưng mà sáng mai nhà lại không có người, thế là chiều hôm nay toàn ở nhà nghỉ học. Thế này em lợi dụng toàn nghỉ học cái là bảo đi cấy luôn. Có nghĩa là anh ấy có thể kéo má cho mẹ đây, rồi xúc má với mẹ đây. Bây giờ em Nga đang phải che lại này, không sợ nắng thì nó héo. Nguyên một xe kéo mạ luôn. Lúc sáng nay em Nga ở nhà xúc này, xong rồi có hai ông bà lùi ở nhà hỗ trợ nữa đó. Chứ một mình em Nga thì rất là vất vả, không làm được. Thế là ông bà ở nhà hỗ trợ xúc mạ. Thế là giờ đây em Nga đưa cơm cho anh Quý rồi xuống ruộng luôn. Xuống ruộng để tháo nước. Còn mạ đây là toàn mới kéo xuống cho mẹ đấy này. Bây giờ con về ở nhà còn bò, me, rồi dê. Chứ không phải được ở nhà chơi đâu. Mẹ đi cấy nên những công việc đấy là anh ở nhà anh phải làm hết. Máy móc chưa được nghỉ trưa. Nãy đang hỏi chú bảo giờ em mới được về ăn cơm đây này. Hơn 1 giờ rồi. Nông nghiệp rất vất vả, 3 ngày mùa này. Khi nào cũng muốn làm lấy được thì thôi, chứ không thể làm dần dần được nên nó vất vả lắm. Anh nghỉ đâu? Dạ. Mấy cái nhà bây giờ bà con nhân dân ở đây nắm mấy cày nên là cũng dễ kêu. Ngày xưa cày trâu cày bò vất vả, chứ bây giờ có máy rồi nhàn hơn rất nhiều. Hiện tại bây giờ mới có một mình em Nga xuống trước để coi mạ. Tại vì mình kéo đi trước mà, tí nữa mới có người cấy. Nhưng em Nga cũng chưa cấy đâu, chờ rồi đông vui được cấy luôn. Chứ một mình cấy chả được bao nhiêu thì nom kho mà chửa cái tấm ruộng to như này cũng chán. Thế nên em Nga ngồi chờ này. Hôm nay nhà em có 6 người cấy, cả em là 7 người. Mà từ nãy giờ đi lại lại em truyền mạ cho người ta cấy mỏi hết cả chân đây này. Ruộng thì hơi se nước ạ. Nếu mà nhiều nước thì nó sẽ đi nhàn hơn, đồng thời ít nước khó đi lắm. Tha cho được hết cả hơi. Người thì cấy ra, người thì cấy vào. Đông vui chưa? Đi cấy tập trung như này vui cực luôn. Bên nhà phía dưới đây là của nhà anh hàng xóm đang trang mạ. Nhà anh ấy lại gieo xạ, ít người cấy thế là nhà anh ấy gieo xạ. Nếu mà không có ốc thì cũng được, nhiều ốc thì cũng sợ nó ăn mất nên là vất vả. Mọi người thấy em Ngán này vất vả chưa? Một bên đi ủng, một bên đi chân đất, tại vì nó đặc quá không thể nuôi được nữa, thế là tuột ra luôn. Đấy. Không biết. Thế chị đâu? Hứ không? Vô ông Phong nó sửa cho. Chú đi phun thuốc ốc mà bị hỏng bình, cứ để đó, ăn đi. Đô của em Thảo đó. Chú đi phun thuốc ốc mà cái bình bị hỏng á, thế là giờ đang để đi sửa đó ạ. Cái đoạn này nước to này đi thì dễ, nhưng mà này ốc ăn đó, nên phải mở chộp tháo đi. Mọi người nhìn thấy chưa này, ốc biêu mà nhìn như kiểu là đạm này, nguyên một lớp luôn. Ốc mà ốc dày đặc luôn, nhưng may cái là nó ốc nhỏ, không có ốc to mấy. Chứ ốc nhỏ như thế này mà của ông bà cấy khi sáng mà khi chiều xuống đã bị ốc ăn nhiều đấy nè. Nếu mà ốc to thì nó ăn hết. Ruộng đập lục tháo được nước này. Anh hàng xóm anh làm núng này, nên là trang đơn giản dễ chưa. Cũng nhàn chứ không vất vả thế mấy đâu. Nếu mà biết làm như em không biết làm là em cảm thấy là làm nó vất vả, tại vì mình trang không đều quá. Thế là cái trang chỗ cao chỗ thấp nên nó nâu. Chứ mà biết làm thì nhanh. Bây giờ để tranh thủ cấy đã.
Với nãy giờ nó cấy được nửa tấm rồi thế này nhưng mà không kịp quay video. Thì bây giờ nó giải lao và quay video cho mọi người xem một chút cấy mới lại gieo xả ở đây như thế nào á. Giờ em Nga để tranh thủ cấy đây. Ôi trời cả nhà ơi. Giờ mới mò về đến nhà đây. Nóng lắm. Nay trời nóng chang chang. Bảo cấy cố cho xong nên là về hơi trưa một chút đi. Một hôm nữa thôi là em xong cả rồi đó. Sáng mai cấy một buổi nữa là xong. Đi liên tục từ hôm nọ nay 3 ngày rồi. Đau hết cả lưng rồi, đau cả đùi luôn đấy. Cái đùi cái đau đấy. Hôm giờ về mới cơm nước. Lúc sáng trước khi đi là em Nga đã bỏ thịt trong tủ đống ở đấy đây đây. May quá bây giờ về nó giã đông. Làm được rồi. Bữa trưa của em Nga ăn thịt. Thêm bữa trưa của em Nga này. Ngọn bầu. Hôm qua anh Quý đi á, có cái bà thím bà mợ bà cho. Thế là về để đây hơi heo héo một tí này này. Giờ đang vội thì vội nhưng cũng phải làm đi. Làm để mà ăn không có, để mãi nó héo thì vẫn đi tiếp đây này. Giờ đang ngồi chịu khó làm. Thằng nào cũng chờ anh chồng đi làm về muộn. Thế nên là cũng chưa phải ăn vội á. Nhặt rau xào đi mà. 3 ngày mùa vất vả lắm, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Em bữa quá à. Đi cấy này. Đi buổi sáng đi cấy này, xong trưa về xúc mạ. Ăn cơm xong lại kéo mạ xuống để cấy. Xong rồi đến 3 rưỡi là chạy sang đón bé Thảo. Sang đón Thảo về xong rồi nai ra ruộng, chị anh Toàn nai về nhà. Xong em lại cứ ở cấy tiếp. Ui, chạy như cà lông công. Mệt. Ôi, tính chịu khó mấy ngày mùa thôi. Mấy hôm nữa thì không có việc gì thì lại rảnh thôi. Sáng mai em Nga cấy một buổi nữa là xong này. Xong rồi về đi phun thuốc. Đi phun thuốc ốc rồi phun thuốc cỏ. Thế là thế thôi rồi. Thỉnh thoảng đi coi ruộng nữa là xong. Mọi năm mà cấy à vãi á, gieo xạ thì phải đi thường xuyên để coi nước quay ốc là một chuyện rồi, xong rồi đến khi phải đi dặm nhiều muối này, xong còn phải đi làm cỏ rất là nhiều, thậm chí phun cỏ cũng phải phun tới 2 lượt cơ. Nhưng năm nay cấy chỉ phun cỏ 1 lần thôi. Ơi, chị ra mới nhặt rau. Lên đây, lên hỏi Dương đi. Cái đứa em đang đi xin mạ. Đang bày lên trên ông nội ạ, trên ông nội còn thừa mấy mớ. Cho em ông đấy. Ngày Hương Toàn thừa về đó. Hai đứa mà về thì nấu cơm cho mẹ rồi đó. Có con đi học về muộn thế hả? Mẹ phải nấu hết. Hôm qua mấy cái bác ấy bảo cho may còn Thảo đi học đó. Thảo không đi học thì ở nhà chẳng làm được việc gì. Tại vì thấy bán nó chạy á. Tí thì cứ chạy đi lung tung. Thì các bác ấy bảo là thế. Thế nó ở nhà thì có làm được việc gì không? Bảo có, ở nhà mẹ đóng cửa lại thì đi ra đằng trước thì ra đằng sau theo mẹ thì mẹ làm được việc. Thì chỉ việc nhà thôi. Chứ còn bảo ra vườn để làm cái gì thì không làm được. Thì nấu cơm quét dọn thì được. Mình đi đâu bạn theo đấy. Một cái may là bạn đi học thì em mới làm được, cái khó thì không làm được cái việc gì. Năm ngoái học 1 năm ở mầm non ở dưới trường dưới khu nhà em ở là trưa bạn phải uống thuốc, thế là cứ khoảng 10 giờ sáng khoảng 7 rưỡi là nay đi, 10 giờ là nay về 2 giờ chiều lại nay đi. Anh đúng là cũng không làm việc gì thật, vì chứ nay con đi với nay con về mới làm được việc nhà thôi. Nhưng bây giờ bạn ở bán chú ở bên đấy là mình làm được bao nhiêu là việc luôn. Bữa trước gặp cô giáo của Thảo năm ngoái ấy, phải ở trường đây, thế là cô hỏi là thế Thảo bây giờ đang ngoan chưa? Có con ngoan rồi. Mà ngoan rồi thì cho con về ở đây học. Mà chưa, con về ở đây thì con không theo được các bạn. Thế nên mẹ cháu cứ để con ở bên đây học mấy năm cái đã. Như thế nào đã rồi sau này nó biết một chút thì mới đưa về. Hiện tại này em Nga mới nhặt được có như hơn nửa thôi. Để nấu ăn cái đã. Chứ giờ mà nhặt hết tầng này nữa thì vừa muộn. Thôi đó, để đến chiều Nga lấy ngay vào cái túi thịt ba chỉ. Có cái thì cũng được, có cái thì hơi mỡ một chút. Bây giờ cho áp chảo quá, hết bớt mỡ đây.
ăn cho nó đỡ ngậy, không phải để khóa hay ngậy khóa. Nhưng mà cái loại này mà chỉ cần rút qua qua thôi, nhưng mà kho săn săn mà ăn cũng ngon. Kho thịt với nước mắm để cho nó ngấm ngáp một chút là được. Bên đây là nấu canh bầu, định xào cơ nhưng nghĩ không có canh chi cả nên em vẫn cho vào một ít nước cho đủ một bát ăn là được, chứ không có nước về anh Quý anh ăn lâu phải có canh cơ. Thế là trưa nay nhà em Nga chỉ có hai món thôi. Cả nhà ơi, bây giờ em Nga phải ăn cơm trước đây, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi để mới đi cấy, tại vì em đi cấy giùm mà, cấy giùm với họ rồi để mai họ cấy cho nhà em. Chứ bây giờ mà cấy một mình không cấy được. Thế là hiện tại là hơn 12 giờ rồi mà chưa thấy về. Thế là em ăn trước thì tí là anh về anh ăn xong. Toàn cũng chưa về, Toàn đang nhắn tin cho mẹ bảo mẹ ơi hôm nay con cắt tóc về muộn, thì con về muộn thì mẹ cứ ăn trước đi. Thế bây giờ em ăn cơm, ăn cho nó nguôi ngoai, cho nó tiêu bớt rồi đi, không tí ăn xong rồi xuống cấy liền á, sợ nấy cứ đau bụng. Một mình em Nga cho ra đĩa ăn luôn, mấy miếng thịt về tí canh nữa là xong. Giờ ăn cơm như kiểu đi ăn ở nhà hàng thì ăn khay này thế là đủ bữa, ăn bớt thì giờ chan canh là xong thôi. Dạ thôi giờ em Nga ăn cơm đây, em xin mời tất cả mọi người ăn cơm với em Nga rồi em cũng xin dừng video tại để em Nga ăn cơm và tranh thủ đi cấy. Dạ hẹn gặp mọi người lại những video tiếp theo ạ.